Mới đây, bài đăng về một chú vẹt bị lạc trong chuyến tàu cao tốc ở Kyoto đến Tokyo bất ngờ được lan truyền khắp trên mạng xã hội. Hôm 5 tháng 8, con vẹt đã lên tàu ở ga Kyoto nhờ đậu trên vai của một vị khách nước ngoài. Một người khách sau đó đã quay lại được cảnh con vẹt bình thản đậu trên ghế, như thể nó đang là một hành khách trên chuyến tàu có hành trình dài 500 km từ Kyoto đến Tokyo. Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu của vị khách đặc biệt này đã bị gián đoạn khi nhân viên phát hiện ra nó. Khi tới Tokyo, con vẹt được bàn giao cho phía cảnh sát. Cũng trong ngày 5 tháng 8, chủ nhân của chú vẹt đã đăng tin tìm kiếm thú cưng trên mạng xã hội sau khi đã trình báo vụ việc với cảnh sát, trung tâm y tế thú y và trung tâm phúc lợi động vật. Cô cho biết đã tìm khắp nơi nhưng không thấy chú vẹt cưng của mình. Sau khi video chú vẹt đi tàu cao tốc được lan truyền trên mạng xã hội, người chủ đã lập tức liên hệ với nhân viên đường sắt Nhật Bản. Chiều ngày 8 tháng 8, chú vẹt đã được đoàn tụ với chủ của mình trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ. Tiếp nối là một số thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8, thông tư số 28 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an có hiệu lực, quy định là việc đăng ký xe lần đầu thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an hoặc trên Ứng dụng Định danh Quốc gia VNeID. Sau hơn 2 tuần thực hiện đến nay, việc triển khai đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, cũng còn không ít một bộ phận người dân vẫn chưa nắm được những lợi ích từ việc này. Nhiều người đến làm hồ sơ, thủ tục đăng ký phương tiện cơ sở, đăng ký tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, dù đã biết rất nhiều thuận lợi từ việc đăng ký phương tiện qua ứng dụng VNeID, thế nhưng có người vẫn gặp không ít khó khăn khi thực hiện. Chỉ đến khi các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn, thì việc đăng ký đã trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là vấn đề không ít người dân gặp phải. Khi đăng ký thì cập nhật vào thì tôi thấy là bị vướng cái phần mềm, do cái điện thoại của tôi là cái hệ thống nó cũ, cho nên là cái phần mềm mới nó yêu cầu là cái bản nó phải nâng cấp hơn. Đấy, chính vì vậy là không truy cập được. Và khi đến đây thì được cán bộ là hướng dẫn cho mượn điện thoại. Và mượn điện thoại thì khi đó thì sẽ truy cập được cách thuận lợi hơn. Hôm nay cháu đến để đăng ký làm biển số xe. Thì lúc đầu thì cháu cũng không biết gì và cháu chỉ biết đi nộp thuế cháu đến đây. Nhưng mà lúc đấy là cái căn cước công dân của cháu nó chưa được định danh trên VNeID. Thế là cháu phải về lại để cháu làm, mất mấy ngày rồi cháu mới quay lại đây hôm qua. Và hôm nay nữa thì cháu mới biết là phải có thể khai qua mạng và có thể là đến đây viết trực tiếp thì được các cô chú hỗ trợ. Theo ghi nhận thực tế, do hiện nay cơ quan chức năng duy trì song song cả việc đăng ký trực tiếp và trực tuyến qua VNeID, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Vì vậy, nhiều người vẫn có thói quen đến làm các thủ tục tại cơ quan công an thay vì thao tác trên mạng. Cơ quan chức năng đánh giá, việc này cần có thời gian để thay đổi, chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Bên bán xe họ giới thiệu rồi, nhưng mà mình đến đây mình muốn hỏi cho nhanh. Mình muốn đến đây để mình thao tác, nếu có sai sót cái gì thì hỏi luôn cho nó thuận tiện. Thông tư 28/2024 của Bộ Công an có hiệu lực thì sẽ người dân có thể gặp nhiều khó khăn trong các bước khai dịch vụ công, và cơ quan công an sẽ vẫn hỗ trợ khuyến khích người dân để thực hiện cái việc khai dịch vụ công toàn trình và bấm biển tại nhà. Theo quy định, hiện nay khi đăng ký trực tuyến qua ứng dụng VNeID, chủ phương tiện chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID, kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe. Sau đó chủ xe bấm biển số trên ứng dụng này. Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, thay vào đó đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số. Sau khi nhận chứng nhận, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản trà số máy, số khung xe, đóng dấu giáp lại của cơ sở sản xuất qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện thì người dân phải đảm bảo các điều kiện là phải có định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện các yêu cầu về chụp hình xe theo đúng yêu cầu của thông tư 28. Trong quá trình thực hiện thì tất nhiên sẽ có những cái vướng mắc do hệ thống kỹ thuật phải kết nối với nhiều bộ ngành.
Vì vậy chúng tôi cũng mong muốn người dân ủng hộ lực lượng công an trong các cái thủ tục hành chính, và quá trình thực hiện nếu có gì có vướng mắc thì sẽ liên hệ trực tiếp với các bộ và các tổ công tác do Bộ Công an thành lập tại các địa phương để chúng tôi ghi nhận những vướng mắc, sau đó sẽ hoàn thiện hệ thống và phục vụ người dân tốt hơn. Việc ban hành thông tư 28 của Bộ Công an về đăng ký phương tiện qua VNID đã giảm không ít thủ tục phiền hà đi lại cho người dân. Do vậy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn để người dân nắm rõ quy định, có thể tự thực hiện được, đồng thời phối hợp với các đại lý mua bán ô tô, xe máy để tuyên truyền về quy định này khi người dân đến tìm hiểu, mua xe. Khi hiểu được, nắm rõ và hưởng lợi từ tiện ích đó, người dân sẽ hưởng ứng, giảm tải cho bộ phận đăng ký xe. Thưa quý vị, tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng, từ khi các hệ thống tự động hóa làm thủ tục được đưa vào vận hành đã giúp giảm bớt thời gian làm thủ tục và tạo một luồng di chuyển thuận lợi hơn cho hành khách trong những giờ cao điểm. Đây là quầy tự làm thủ tục dành cho hành khách tại nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Chỉ cần vài thao tác, làm theo bảng hướng dẫn với giao diện đa ngôn ngữ, từ 2 đến 3 phút là hành khách có thể hoàn tất làm thủ tục check-in. Nhờ vậy rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục so với cách làm truyền thống. Em thấy trong quầy là có rất nhiều là nhiều hãng bay khác nhau. Mà như em thì em đã từng làm cho hãng Starlux một thì em thấy rất là tiện lợi, có thể làm thủ tục trong khoảng 1 phút là xong rồi. Có thể in được bách tác, boarding pass, và mình có thể ký gửi tự động phía bên kia thì cũng rất là nhanh, khoảng 4-5 phút là xong một giao dịch của mình rồi, thì không cần phải chờ đợi xếp hàng ở bên kia. Hành khách sau khi tự làm thủ tục tại quầy sẽ đến quầy ký gửi hành lý tự động do hãng hàng không Starlux Airlines của Đài Loan khai thác. Đáng chú ý, nhà ga quốc tế Đà Nẵng là nhà ga đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này. Tôi đã đi rất nhiều sân bay trong đất nước Việt Nam và tôi thấy sân bay Đà Nẵng là một sân bay mà tôi ấn tượng rất là tốt. Sân bay sạch sẽ và nhiều công nghệ mới hiện đại. Ngoài lắp đặt các thiết bị tự động hóa thủ tục như kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, cửa khởi hành tự động, quầy tự làm thủ tục, ký gửi hành lý tự động, nhà ga quốc tế Đà Nẵng sẽ cho lắp đặt hệ thống camera AI đánh giá mật độ người, đưa ra giải pháp cho bộ phận điều hành, triển khai ứng dụng di động thông minh, thông báo trạng thái khởi hành, xác định vị trí hiện tại trên bản đồ, dự kiến hoàn thiện trong tháng 10 năm nay. Đối với ngành hàng không thế giới thì việc áp dụng các công nghệ số này vào để tăng sự trải nghiệm cho hành khách, tăng giá trị dịch vụ cho hành khách và cải tiến các thủ tục nhanh nhất thì hết sức quan trọng. Và nhà ga quốc tế T2 thì cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó, và chúng tôi đã tiếp tục và đầu tư vào công nghệ để dẫn dắt và tiếp tục để cho hành khách có những cái trải nghiệm tốt nhất của dịch vụ khai thác ở nhà ga. Hiện toàn bộ quy trình làm thủ tục hàng không của nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng hoàn toàn tự động. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội giúp phát triển dịch vụ hàng không, hướng đến nhà ga vận hành thông minh, nâng tầm trải nghiệm hành khách, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cho du lịch thành phố Đà Nẵng. Xin được chuyển sang một số thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, chiêu trò lừa đảo của các đối tượng ngày càng trở nên tinh vi và khó lường hơn bao giờ hết. Gần đây thì nhiều người đã phản ánh về tình trạng xuất hiện một cái nhóm đối tượng chuyên mạo danh shipper để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, nhóm đối tượng này giả danh thành nhân viên giao hàng của các sàn thương mại điện tử. Và sau đó thì chúng sẽ chủ động gọi điện đến những nạn nhân bất kỳ và thông báo việc giao hàng. Và nếu người nhận nói rằng có thể nhận hàng trực tiếp, chúng sẽ lập tức tắt máy. Đối tượng mà nhóm lừa đảo nhắm đến là những người thường xuyên bận rộn và không thể trực tiếp nhận hàng. Theo đó thì kẻ gian sẽ thông báo về việc giao hàng và yêu cầu nạn nhân chuyển khoản một số tiền nhỏ, khoảng từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Đối với số tiền không quá lớn thì nhiều người sẽ có tâm lý tin tưởng, không kiểm tra kỹ thông tin về đơn hàng và mắc bẫy của những kẻ lừa đảo. Và không dừng lại ở đó, sau khi lừa được số tiền nhỏ ban đầu, một số đối tượng liền thông báo do nhầm lẫn
nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper. Mỗi tháng thì trung tâm tự động bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản của hội viên. Mục đích cuối cùng là dẫn dụ nạn nhân tải các cái ứng dụng giả mạo để tiếp tục những trò lừa đảo và chiếm đoạt tiền của khách hàng.